Xin chào tất cả mọi người. Với tình hình thực tế hiện tại thì chắc hẳn là chúng ta không thể nào lơ là việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngọc Ánh cũng vậy, phải tìm hiểu nhiều hơn, sử dụng nhiều phương pháp hơn. Và thay vì lo lắng thì bây giờ Ngọc Ánh đã cảm thấy an tâm hơn khi biết tới và sử dụng xịt mũi kháng virus Vitaly, một sản phẩm mà ngày hôm nay Ngọc Ánh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Là sản phẩm đột phá tiên tiến, xịt mũi kháng virus Vitaly này đã được chứng minh qua các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm nhờ khả năng bất hoạt virus đường hô hấp, bao gồm hơn 99,99% coronavirus SARS-CoV-2 cực kỳ hiệu quả. Với hình thức nhỏ gọn như thế này thì cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, cũng giống như tất cả các dòng xịt mũi thông thường khác. Tuy nhiên, ở xịt mũi kháng virus Vitaly này thì lại có một tính nổi trội cách biệt duy nhất, đó chính là có thể kháng được virus corona và đặc biệt là các biến thể ví dụ như là Delta hay là Alpha cùng với các chủng virus đường hô hấp nguy hiểm khác. Ngọc Ánh luôn mang theo Vitaly để giúp giảm tải lượng virus và đặc biệt là việc lây nhiễm virus cho người khác. Ngoài ra thì còn có tác dụng đó là giúp mô mũi của chúng ta không bị khô và tổn thương dưới một thời tiết hanh khô và khó chịu như thế này đấy. Bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh là tiêu chí đặt lên ngay hàng đầu. Vì vậy còn chần chờ gì nữa, hãy sở hữu ngay xịt mũi kháng virus Vitaly ngay thôi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.